Chào chị và các bạn, hôm nay lại là một ngày thứ bảy cuối tuần. Thực ra thì thỉnh thoảng mình mới nhớ ngày thôi, chứ thỉnh thoảng đi đâu mình xem thì mình mới nhớ chứ. Cái đợt dịch này thì chắc là cũng nhiều người cũng không nhớ ngày mấy. Nhưng mà thôi thì một tuần đợt cách ly lần thứ hai này chắc là cũng qua nhanh rồi. Nhiều các bạn nói thật với mọi người là hai tuần vừa rồi cũng rất là nhanh chứ không phải là chậm. Mà bây giờ thì một tuần là cũng thực sự là nói mình đối với mình thì rất là nhanh rồi. Thì mình bây giờ thì đang đi ở trên con đường Bạch Đằng, từ chỗ nhà mình, từ chỗ cầu Lạc Long ra. Thì con đường này thì mình cũng chia sẻ nhiều video rồi, đây là có để hình ảnh quay cả mình ở đây cho mọi người tham khảo, mọi người cũng góp ý cho mình quay cả video. Thì hôm nay là muốn chia sẻ với mọi người là cái khu vực là khu vực nút giao thông Nam Cầu Bính. Đấy, đây là chỗ cầu xi măng rồi. Đấy, chỗ cầu xi măng rồi. Thì đây là khu vực nút, chia sẻ mọi người khu vực nút giao thông Nam Cầu Bính để mọi người có thể tham khảo được. Tại vì làm sao mình muốn chia sẻ cái khu vực này là vì là sắp tới là khoảng thấy khi mình đọc trên cổng công ty thành phố Hải Phòng ấy, mình để bên phải để cho mọi người xem. Và cái thông tin đấy tức là cái khu vực Nam Cầu Bính này sẽ dự kiến là có thể là sẽ hoàn thành vào tháng 4 này, hoặc là chưa biết chính xác, nhưng mà để mà có thể là kỷ niệm được 65 năm ngày thành lập, ngày giải phóng Hải Phòng, quên, ngày giải phóng Hải Phòng. Đấy, thì bây giờ mình vừa đang đi ở bên chỗ cầu xi măng, đang trên cầu xi măng đi xuống đây. Đây là cái khu Vinhome này. Đây là vẫn đoạn này thì vẫn thuộc cái đoạn đường Bạch Đằng nhé, đoạn đường Bạch Đằng. Có mấy lần mình chia sẻ cái quán ăn phở sướng ở đây ngay chỗ cầu xi măng này, mọi người tham khảo rồi. Thì đây là chỗ đoạn đường Bạch Đằng. Đấy. Đây cái khu nút giao thông Nam Cầu Bính nó nằm ngay ở chỗ Vinhome, ngay chỗ gần cầu Bính đấy. Các bạn rẽ vào đây các bạn cũng có thể đi được ra lối ra chỗ cầu Bính rẽ phải. Đây, thì chia sẻ với các bạn thế để các bạn có thể hình dung ra được như đang như thế nào. Đấy. Giờ chỗ này vẫn đang một phần đang tiến độ công làm 3K liền. Chỗ này đang đoạn đường này thì không biết giải tỏa cụ thể như thế nào. Đây là ngay chỗ đường hầm cầu vượt này. Tí mình sẽ cho các bạn nhìn phía trong hầm cầu vượt nó như thế nào nhé. Xuyên qua luôn. Đấy, thấy chưa? Sắp xong rồi. Để các bạn có thể tham khảo được. Bây giờ hầu như là mình cũng đi qua vài lần rồi, mình thấy cũng đang hoàn thiện rất là nhiều rồi, thì thấy kế hoạch của thành phố Hải Phòng đang ấy rất nhiều. Rẽ trái này là ra cầu quay. Là đi metro đấy. Còn đây là cái khu ấy này, Vincom này. Đấy. Còn đây. Nói chung là mình thấy hoàn thiện nhiều rồi.
thấy bảo bên Thủ Thiêm cũng tuyến đường mới đã được sửa chữa, hôm tới mình sẽ sang review cho các bạn ở bên khu Thủy Nguyên. À, mọi người đang giải đường, đang làm đường giải nhựa. Giải nhựa này thì rất là nhanh thôi. Đây phía trước kia là khu cầu đúng rồi. Rõ luôn đây, xem giải nhựa như nào để mọi người có thể tham khảo được, hiểu được. Và khoảng một tháng nữa thôi thì mình sẽ review thực tế cái khu cầu này, lúc đấy thì sẽ cho mọi người hình dung xem là đây là cái khu cầu, khu nút giao thông 3 tầng đầu tiên của Hải Phòng. Đấy, mọi thứ vẫn đang triển khai rất là nhanh thôi. Bảo là thấy quyết liệt là bảo sẽ thông báo ghi là quyết liệt, bảo là trong khoảng cuối tháng 4 là xong, thì như chắc là chỉ được làm giải mặt đường thôi. Mình thì mình cũng nhìn ở phía bên ngoài thôi, review cho các bạn xem thôi, chứ không thể đi hẳn vào bên trong được. Đấy, mình sẽ rẽ phải ra đường Hùng Vương để mọi người có thể nhìn thấy, sau này đi ngược lại nhé. Phía bên kia là đường sắt. Nói chung là đường phố Hải Phòng sau khi một thời gian đã làm lại hoàn toàn các mặt đường rất là đẹp luôn. Đường năm này trải dọc lên hết khu trên kia cũng rất là đẹp, nó không còn gập ghềnh nữa rồi. Đấy, đây là một chút khu trong đường Ngọc Bàng Sở Dầu, phía trên kia là Sở Dầu. Hôm tới mình sẽ review cái khu Sở Dầu cho các bạn xem nhé. Và anh chị nào mà lần đầu tiên xem kênh Tôi Yêu Hải Phòng ấy, thì nhớ đừng quên nhấn đăng ký, nhấn chuông để theo dõi những video mới nhất từ Tôi Yêu Hải Phòng nhé. Sẽ cố gắng chia sẻ nhiều cho mọi người. Đây là đi ngược lại về phía chỗ nhà mình, chỗ Bạch Đằng. Đấy, đây là cái cầu vượt để còn bắc qua cả sông Dế. Các bạn có thể nhìn cái hình ảnh lúc ấy mình review xem ở trên trang cổng thông tin thành phố Hải Phòng. Vinhome nhé. Phía đầu kia là cầu vượt à, đi từ Thủ Thiêm kìa. Đấy, quay sang đây. Đấy, thấy chưa? Đấy, đường vòng đi kìa. Đấy, các bạn nhìn chưa? Đấy, vòng vèo luôn. Đấy, cầu vượt đấy. Đấy, nhìn chưa? Còn bây giờ thì mình sẽ đi ra cái khu chỗ đoạn là đi thẳng đây ra cầu quay.
đường ra cầu quay để xem nào nhé. Đường Hùng Vương, Hùng Bàng. Giờ mà muốn đi vào phía trong này thì trước là phải đi ra Bixi, thì mình nghĩ là bây giờ là chỉ có đi lối này vào trong xong đi vòng vòng lên trên kia thôi. Hoặc là phải đi lên sở dầu phía trên kia thì đi vòng được vào trong, hoặc là ra chỗ đường metro, ra chỗ metro cũ hay còn gọi là ấy, đi đường năm mới à, đường năm mới ấy. Trước kia là cầu quay. Chỗ hầm xe đường hầm nhé, để đi
thông sang bên này. Đường thì nhanh thôi chứ làm kết cấu các thứ thì nữa mới lâu. Bên này thì nhà cửa đấy, mở rộng đường á. Này đây. Đấy trời mình chui. Đấy mình chui đấy. Triển khai đây bác qua sông Dế hai toạ nhìn nhỉ hả hả bác qua sông Dế đường chỉ ngó ra ra sông Dế này. Ở đây xem nào nhé. Đấy. À, khu vực sông Dế. Đấy, đường vòng cầu này. Bạn nhìn chưa? Vòng vèo luôn. Cầu vượt trên thì mình chưa đi được, chưa được đi. Đó, và một chút để các bạn có thể tham khảo được nhé. Loanh quanh một chút. Sắp sửa có nút giao thông 3 tầng rất là đẹp rồi. Và tới chính thức thì mình sẽ review chi tiết cho các bạn xem. Thì thành phố ngày càng phát triển. Để mọi người có thể tham khảo được rõ hơn. Nguyên dần dần cũng sẽ thay đổi rất là nhiều luôn. Hôm nay cũng là ngày thứ 3, ngày cách ly thứ 3 rồi. Sắp hết tuần rồi, hết tuần cách ly rồi. Đấy, cầu vòng vèo. Thôi chỉ biết quay thực tế chi tiết thế thôi, mọi người tham khảo thôi. Còn cũng chưa quay đẹp được. Mọi người có gì góp ý, comment bên dưới để mình có thể quay chi tiết hơn cho mọi người nhé. Dự án này hình như mình thấy bảo là khoảng tầm 1.400 tỷ rồi đấy. Chi tiết cho mọi người xem. Cái cột chọc trời kia.
Yeah. Phú Hoàn Thành. Đấy. Bên kia kìa, các bạn nhìn chưa? Đấy, làm chui đi bên đấy, bây giờ mình lại phải đi ngược về đường này thôi. Công việc của mình một cách thuận lợi và tốt nhất.